tử vi tuần mới từ 4 tháng 4 đến 10 tháng 4 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Bọ Cạp, Ma Kết, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Song Tử, Sử Nữ, Cự Giải. Để xem chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tử vi cung Bạch Dương từ ngày 4 tháng 4 đến 10 tháng 4 năm 2022 tử vi tuần mới của 12 cung Hoàng đạo từ ngày 4 tháng 4 đến 10 tháng 4 năm 2022 nói rằng tuần mới của Bạch Dương nên dần dần từ bỏ những thói lười biếng của bạn. Thân ngay đi nhé, vì bạn không chăm chỉ do đó sẽ gặp phải những sự rắc rối không mong muốn. Bạn không nên để sự lười biếng của bản thân làm cho mọi người xung quanh sẽ phải lo lắng đấy nhé. Những ai còn đang độc thân sẽ có được rất nhiều cơ hội gặp gỡ những người khác giới trong tuần mới này. Thế nhưng bạn chưa chắc đã tìm được một nửa ưng ý cho mình. Nếu đã tìm được người ấy, Bạch Dương nên thay đổi cách nói chuyện để cả hai thêm thấu hiểu đối phương hơn nhé về phương diện công việc của chòm sao này sẽ gặp phải rất nhiều sự rắc rối với đồng nghiệp do đó mà rất nhiều công việc sẽ không được hoàn thành đúng tiến độ bạch dương nên ít so đo với người khác đi đấy nhé tình hình tài chính của bạch dương vẫn đang có những dấu hiệu rất ổn định trong tuần này tuy rằng thu nhập của bạn sẽ không tăng lên đáng kể tuy nhiên chòm sao này cũng đã bắt đầu biết chi tiêu một cách tiết kiệm hơn Hai, tử vi cung Kim Ngưu từ ngày 4 tháng 4 đến 10 tháng 4 năm 2022 dự báo tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Kim Ngưu hãy nên dành thời gian để sắp xếp lại chính cuộc sống hiện tại của mình. Như thế thì tròm sao này mới nâng cao được hiệu suất làm việc và giảm đi bớt những cảm xúc tiêu cực hướng bản thân mình đến những thứ tốt đẹp hơn được những ai còn đang độc thân vì quá đề cao cái tôi cá nhân của mình mà để lỡ mất đi mất những đối tượng triển vọng cung hoàng đạo này nên trân trọng những ai đang đối xử tốt với mình nhé nếu đã tìm được nửa kia cho mình rồi bạn không nên đặt ra quá nhiều yêu cầu cho đối phương quá điều đó vô tình tạo ra áp lực cho họ đấy nhé trong phương diện công việc của kim ngưu không nên quá bức xúc với các vấn đề mình gặp phải đấy nhé. đặc biệt là khi đã tan làm rồi thì bạn cần gác lại những cảm xúc tiêu cực của mình lại. đừng để điều đó gây vô tình ảnh hưởng ra sự ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. chòm sao này cần chú ý hơn trong lĩnh vực hợp tác kể cả đối phương có là người bạn thân quen đến đâu đi nữa tốt nhất Kim Ngưu hãy giữ chặt tiền trong túi và chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn đến với mình nhé. Ba, tử vi cung song tử từ ngày 4 tháng 4 đến 10 tháng 4 năm 2022 bước sang tuần mới, song tử luôn ở trong tư thế chuẩn bị bởi vì một số những cơ hội tốt đẹp sẽ đến với chòm sao này bất cứ lúc nào trong tuần này có thể trong quá trình thực hiện mọi chuyện sẽ không thể hoàn toàn trôi chảy tuy nhiên chòm sao này hãy cố gắng và đừng bỏ cuộc giữa chừng đấy nhé một khi mà bạn đã có tình cảm với ai những người độc thân nên tìm thời cơ thích hợp để có thể bày tỏ lòng mình và không nên giấu những cảm xúc trong lòng mãi như thế nhé nếu đã tìm được nửa kia, song tử cần chủ động giữ khoảng cách với người khác, tránh đối phương phải ghen tuông vô cớ nhé. Về phương diện công việc vào tuần này của bạn sẽ có thể sẽ phải đi công tác trong tuần này. Đi công tác chính là một cơ hội tốt để tròm sao này có thể rèn luyện bản thân. Xây dựng thêm cho mình những mối quan hệ mới, do đó bạn đừng nên từ chối đấy nhé có thể sẽ có người đến mượn tiền bạn thế nhưng trước khi đưa ra quyết định nào đó có cho đối phương mượn hay không? Chòm sao này hãy cần xác định xem đó có phải là người đáng tin hay không đấy nhé. 4. Tử vi cung cự giải từ ngày 4 tháng 4 đến 10 tháng 4 năm 2022 bói tử vi trực tuyến nói rằng tinh thần của cự giải hãy nên học cách làm mọi chuyện một cách độc lập trong tuần này trong quá trình làm việc chòm sao này có thể lắng nghe góp ý của mọi người tuy nhiên không nên phụ thuộc vào người khác đấy nhé làm việc gì chòm sao này cũng cần phải có chủ kiến của mình tình yêu của cung hoàng đạo này nếu như còn đang độc thân sẽ cảm thấy rằng bản thân đang được một người nào đó yêu thương hết lòng hãy thử cho họ một cơ hội để gần gũi hơn với mình nhé nếu đã tìm được nửa kia, hai bạn đôi khi có tranh cãi về một vấn đề nào đó, tuy nhiên đó là chuyện chẳng đáng lo, bởi sau mỗi lần như vậy, hai người lại thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Về mặt tài chính, việc kiếm tiền diễn ra thuận lợi với bạn trong tuần này. Tròm sau này sẽ có thể tìm ra những định hướng làm ăn mới mẻ, bạn nên mạnh mẽ đi theo con đường bản thân đã vạch ra. Thời gian này tròm sao này vẫn đang dần dần nâng cấp hiệu quả công việc, sẽ nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo và được giao cho các công việc quan trọng. Không nên quá áp lực nhé. Cự giải có thể hoàn toàn có khả năng giải quyết tốt mọi chuyện mà. Nam Tử vi cung sư tử từ ngày 4 tháng 4 đến 10 tháng 4 năm 2022 trong tuần này, sư tử sẽ dành nhiều thời gian với người thân của bản thân hơn trong tuần này. Khi ở cùng với người thân, chòm sao này sẽ luôn cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm, vui tươi và thoải mái khi được làm chính mình. Điều đó cũng tạo động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn trong cuộc sống. Trong vấn đề tình cảm tình địch sẽ xuất hiện khiến cho chòm sao này nhận ra rằng bản thân không thể cứ mãi dõi theo người ấy từ phía xa như thế được có lẽ chòm sao này hãy nên mạnh mẽ hơn trong vấn đề bày tỏ tình cảm của bạn nếu như đã tìm được nửa kia hai người đã bắt đầu rơi vào tình cảnh yêu xa về mặt công việc trong tuần này của sư tử sẽ không nên quá bi quan ngay khi mà phải nhận lời phê bình của các lãnh đạo do đó cấp trên sẽ coi trọng và quan tâm đến chòm sao này hãy nên mới nhắc nhở bạn đó nhé tình hình tài chính của cung hoàng đạo này rất ổn định trong những ngày này trong tuần mới chòm sao này có thể rất dư giả nhờ vào những khoản tiền từ những công việc tay trái công sức lao động của sư tử sẽ được đền đáp một cách xứng đáng 6. Tử vi cung xử nữ từ ngày 4 tháng 4 đến 10 tháng 4 năm 2022 trong tuần này, xử nữ sẽ không nên cưỡng cầu mọi thứ không thuộc về mình. Khi đối diện với những vấn đề gì trong cuộc sống, chòm sao này cũng hãy dùng tâm thế tích cực, lạc quan, do đó thì sẽ rất nhiều mâu thuẫn, khó khăn được giải quyết nếu như mà cung hoàng đạo này đang độc thân không nên mãi bám dính lấy đối tượng mà bạn đang yêu mến bởi vì điều đó sẽ khiến cho đối phương phải cảm thấy rất ngột ngạt hãy dành cho nửa kia của mình một khoảng thời gian riêng tư đấy nhé chòm sao này cần chú ý hơn trong mối quan hệ với những đồng nghiệp của mình đấy nhé sử nữ không nên vội vàng đưa ra các yêu cầu quá hà khắc mà chính mình cũng sẽ khó có thể thực hiện được nhé dù cho có phải vất vả một chút, tuy nhiên khoản tiền mà chòm sao này đang kiếm được trong tuần mới sẽ khiến bản thân bạn cũng sẽ hài lòng. Công lao mà xử nữ đã bỏ ra là rất xứng đáng đó nhé. 7 Tử vi cung Thiên Bình từ ngày 4 tháng 4 đến 10 tháng 4 năm 2022 tử vi 12 chòm sao cho thấy trong tuần mới này thì Thiên Bình sẽ phải học cách để thỏa hiệp với chính những điều mà bạn đang không mong muốn. Trong cuộc sống, bạn không nên quá cố chấp đâu nhé, nếu không biết giải quyết vấn đề sao cho uyển chuyển, chòm sao này sẽ còn gặp phải gặp rất nhiều sự khó khăn hơn nữa. Nếu như chòm sao này có thể cho một ai đó cơ hội thì hãy thử đi nhé nếu đã thử làm quen mà nếu như thấy không hợp thì đến lúc đó bạn dừng lại cũng sẽ không muộn nếu đã tìm được nửa kia cho mình chòm sao này cần tránh xa người yêu cũ và không nên dây dưa với những người khác giới khác đấy nhé trong phương diện công việc cung hoàng đạo này cần phải có cách giải quyết vấn đề linh hoạt hơn nữa đấy nhé không thể áp dụng một phương pháp cho tất cả mọi tình huống mơ cáp mình gặp phải như thế được Kiếm tiền không bao giờ là vấn đề dễ dàng cả, do đó chòm sao này cần cẩn thận hơn trước khi đưa ra các quyết định đầu tư kinh doanh. Thiên Bình sẽ có thể học tập từ những người đi trước. Giàu kinh nghiệm nhé! 8. Tử vi cung bọ cạp từ ngày 4 tháng 4 đến 10 tháng 4 năm 2022 bọ cạp nên có thái độ bao dung hơn với tất cả mọi người xung quanh. Sự bao dung sẽ giúp tròm sao này có thể xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp mà một khi đã có những mối quan hệ tốt đẹp tròm sao này dù là làm việc gì cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Gặp khó khăn cũng sẽ có người giúp đỡ đấy nhé trong mặt tình cảm nếu còn đang độc thân bạn cần phải giữ vững lý trí không nên hành động theo cảm xúc hãy xem quan hệ giữa cả hai đang là gì để có cách hành xử sao cho đúng đắn nhất nếu đã tìm được nửa kia bạn và người ấy sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề thực tế khắc nghiệt trong cuộc sống về phương diện công việc cung hoàng đạo này nhờ vào sự cố gắng đã giúp cho bản thân có thể gặt hái được rất nhiều những thành quả xứng đáng cấp trên sẽ đánh giá rất cao những gì mà chòm sao này đã làm được và bạn sẽ có được cơ hội để tiếp tục khẳng định vị trí của mình bọ cặp cần phải hạn chế chi tiêu trong khoảng thời gian này đấy nhé bởi đồng tiền trong túi của cung hoàng đạo này đang không mấy dư giả đâu tốt nhất bạn hãy luôn để dành cho bản thân mình một khoản tiền tiết kiệm để sử dụng trong những trường hợp cấp bách nhé 9. Tử vi cung nhân mã từ ngày 4 tháng 4 đến 10 tháng 4 năm 2022 xem tử vi phương Tây cho biết nhân mã luôn luôn giữ trạng thái tâm lý một cách tích cực và lạc quan nhé. Sự lạc quan giúp chòm sao này có thể giải quyết được mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều, còn than thân trách phận thì sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm phần khó khăn hơn mà thôi. Về mặt tình cảm, chòm sao này nếu như còn đang độc thân sẽ rất dễ sao xuyến với người khác giới ngay từ cái nhìn đầu tiên, tuy nhiên tình cảm ấy thường không được lâu dài. Cảm xúc của nhân mã sẽ thay đổi nhanh như gió. Những cặp đôi thường hay tranh cãi chỉ đơn giản bởi vì những vấn đề hết sức nhỏ nhạt. Về phương diện công việc, nhân mã cần chú ý hơn nữa khi trao đổi. Thảo luận vấn đề với các khách hàng, đối tác bạn không nên hành xử theo ý của mình mà sẽ không cân nhắc đến các đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp. Về mặt tài chính, cung hoàng đạo này không nên vung tiền một cách quá lãng phí cho bằng bạn bằng bè. Chòm sao này kiếm được bao nhiêu thì sẽ chi tiêu trong khoảng bấy nhiên. Có như thế thì mới không rơi vào cảnh cháy túi đấy nhé. 10. Tử vi cung Ma kết từ ngày 4 tháng 4 đến 10 tháng 4 năm 2022 tử vi tuần mới nói rằng Ma kết hãy nên dành nhiều thời gian trong tuần này để mà lựa chọn những gì phù hợp cho mình. Vì thế mới tốt cho tương lai của bạn đấy nhé. Trong quá trình lựa chọn, chòm sao này không nên chỉ căn cứ vào sở thích của bản thân mà nên xét tới các yếu tố tác động khác. Trong vấn đề tình cảm, nếu như ma kết còn đang độc thân mà mong muốn tìm kiếm một tình yêu đẹp thì cũng không nên chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của người ấy đâu nhé. Chòm sao này phải hiểu cả về tính cách của đối phương nữa đấy nhé. Nếu đã tìm được nửa kia, mà kết không nên cố tình trọng giận người ấy đâu nhé. Về phương diện công việc, ma kết có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá rất cao của mọi người và lãnh đạo. Đây sẽ chính là động lực để tròm sao này tiếp tục cố gắng hơn nữa trong thời gian tới. Tình hình tài chính của Market sẽ có thể tìm được các mối đầu tư rất đáng tin cậy trong tuần này. Nếu như mà bạn biết cách phân phối tiền bạc hợp lý, tròm sao này sẽ được có thể lãi lớn đấy nhé. 11 tử vi cung Bảo Bình từ ngày 4 tháng4 đến 10 tháng 4 năm 2022 tử vi hàng tuần của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bảo Bình không nên dành quá nhiều thời gian để mà suy nghĩ về các vấn đề không thể thay đổi mà chúng đã xảy ra Chòm sao này hãy luôn giữ tinh thần lạc quan và phấn chấn để nhanh chóng tìm ra được phương hướng giải quyết cho vấn đề đấy nhé Các bạn đang độc thân sẽ có thái tinh thần lạc quan, và phấn chấn sẽ giúp chòm sao này chinh phục được ánh mắt của rất nhiều người khác giới cung hoàng đạo này luôn đem đến một nguồn năng hết sức lượng tích cực cho người khác nếu đã có đôi có cặp cả hai sẽ luôn luôn dành nhiều thời gian để trò chuyện với đối phương về mặt tài chính bảo bình có thể thu được những khoản lãi nho nhỏ từ các mối đầu tư trước đấy rất nhiều Điều này khiến cho con đường bạn đi càng thêm rộng mở và sáng lạng hơn rất nhiều, chòm sao này hãy tiếp tục cố gắng đấy nhé. Trong mặt công việc, chòm sao này sẽ có thể được biểu dưỡng trong những buổi họp. Bảo Bình đã cố gắng không ngừng và điều đó sẽ được tất cả mọi người xung quanh ngày càng ghi nhận. 12. Tử vi cung song ngư từ ngày 4 tháng 4 đến 10 tháng 4 năm 2022 song ngư là một người rất nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh mình. Do đó việc tròm sao này có thể xây dựng các mối quan hệ hết sức tốt đẹp để đến khi tròm sao này gặp phải khó khăn, song ngư cũng sẽ được nhiều người sẵn sàng giúp đỡ một cách nhiệt tình trong mặt công việc của song ngư vào tuần này sẽ có thể giải quyết được rất nhiều nhiệm vụ khó khăn dưới sự giúp đỡ và chỉ bảo của mọi người xung quanh song ngư sẽ học được thêm rất nhiều những kinh nghiệm mới có giá trị về phương diện tình cảm chòm sao này đã nhận ra rằng người ấy không hợp với bản thân thì sẽ không nên cố chấp theo đuổi làm gì những ai còn đang độc thân sẽ được người khác thể hiện sự quan tâm và tình cảm với mình nếu như mà bạn mong muốn túi tiền của mình sẽ được dùng rỉnh hơn. Chòm sao này sẽ cần phải có các hành động thực tế, ví dụ như chăm chỉ làm thêm hoặc là tìm kiếm cho mình những có hội đầu tư để cải thiện thu nhập. Hoặc là hạn chế mua sắm các món đồ không thật sự cần thiết nhé.